Trọng Phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình của Vietnews USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona trên kênh Vietnews USA, để đón nhận các thông tin về tiểu bang Arizona, tin Hoa Kỳ, cùng tìm hiểu nhiều lĩnh vực quan trọng hàng ngày xung quanh ta quý vị nhé. Xe cộ là một phương tiện không thể thiếu cho mỗi người trong chúng ta. Tuy nhiên, khi gặp phải trở ngại vì xe hư dọc đường, còn người kéo xe cũng như sửa xe thì phải làm sao? Đừng lo, hãy gọi ngay Eric Auto Repair với số điện thoại 623-792-0896, 623-792-0896 để được giúp đỡ nhiệt tình. Eric Auto Repair chuyên kiểm tra và sửa máy xe, chẩn đoán hệ thống đường truyền điện, máy nóng và AC, sửa và thay timing belt, hệ thống bơm nước, hệ thống điện, hệ thống phun nhiên liệu, thay máy, thay hộp số, thắng xe, bảo trì xe, hệ thống làm mát máy xe, sửa chữa hệ thống khói xe để check smoke, hệ thống làm mát máy, bàn đạp, viền sửa, thay máy và các hộp số các loại xe, sửa chữa body xe. Ngoài ra, chúng tôi còn có dịch vụ kéo xe miễn phí nếu quý vị sửa xe tại tiệm. Hãy gọi ngay 623-792-0896, 623-792-0896. Eric Auto Repair, tòa lạc tại 2117 West Camelback Road, Phoenix, Arizona 85015. Eric Auto Repair mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chuyên nghiệp, tận tâm, uy tín, giá cả phải chăng. Hôm nay thứ sáu ngày 13 tháng 10 năm 2022, Trọng Phúc mời quý khán giả cùng bắt đầu chương trình với một số tin đáng chú ý như sau. Tin Arizona. Tổng tuyển cử năm 2022 ở Arizona. Những điều bạn cần biết. Giáo sư Đại học Arizona bị cựu sinh viên giết trong khuôn viên trường, cảnh sát cho biết. Tin California. Cả hiếp dâm bị kết án ở California bị bắt vì tội giết người chỉ vài tuần sau khi mãn hạn tù sớm. Đảng Dân Chủ California khởi động cuộc điều tra về quá trình tái phân chia khu vực hội đồng thành phố Los Angeles được thảo luận trong ghi âm bí mật. California có một loại túi nhựa phổ biến khác ở tất cả các cửa hàng tạp hóa. Tin Hoa Kỳ. Hai người Cuba nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt bằng phán lướt. Người đàn ông đã gây ra 25 vụ cháy xe tải ở 8 tiểu bang, bao gồm cả ở Arizona. FDA cho phép các thuốc ngừa COVID được cập nhật cho trẻ em dưới 5 tuổi. Và giờ này, mời quý khán giả cùng đến với phần tin chi tiết. Tin Arizona. Tổng tuyển cử năm 2022 ở Arizona, những điều bạn cần biết. Tin từ Phoenix, Arizona sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử năm 2022 cho các ứng cử viên của tiểu bang, liên bang, quận và lập pháp, cùng với các thẩm phán, các biện pháp bỏ phiếu trên toàn tiểu bang vào thứ Ba ngày 8 tháng 11. Tìm hiểu cách đăng ký bỏ phiếu, tìm ngày và thời hạn bầu cử, các ứng cử viên, địa điểm phòng bỏ phiếu an toàn qua thư, tình nguyện làm nhân viên phòng phiếu, những gì mang đến phòng phiếu và cách theo dõi trạng thái lá phiếu sớm của bạn. Tiến trình bầu cử như sau. Ngày 11 tháng 10, các phiếu mẫu đăng ký cử tri phải được nhận trước 11 giờ 59 tối. Bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tiểu bang ngày 8 tháng 11. Ngày 12 tháng 10, ngày đầu tiên để các quận gửi phiếu bầu đến cử tri và cũng là ngày đầu tiên trực tiếp bỏ phiếu sớm. Ngày 28 tháng 10, 5 giờ chiều là hạn chót để yêu cầu bỏ phiếu qua thư hoặc đăng ký AEVL, danh sách bỏ phiếu tích cực sớm trong cuộc tổng tuyển cử. Ngày 1 tháng 11 là thời hạn khuyến nghị để gửi lá phiếu của bạn qua đường bưu điện. Và ngày 8 tháng 11 là ngày bầu cử. Tất cả các địa điểm bầu cử sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Tất cả các lá phiếu phải được nhận trước 7 giờ tối được tính. Điều gì xảy ra nếu lá phiếu sớm của bạn bị trả lại muộn? Theo azsos.gov, những cử tri không gửi lá phiếu của họ qua đường bưu điện trước thời hạn khuyến nghị có thể đến 7 giờ tối trong ngày bầu cử để gửi lá phiếu của họ tại văn phòng bầu cử quận của họ hoặc bất kỳ hộp bỏ phiếu nào hoặc địa điểm bỏ phiếu nào trong quận. Khi nào thì các cuộc thăm dò mở ra? Các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa lúc 6 giờ sáng và đóng cửa lúc 7 giờ tối vào ngày bầu cử. Tôi có thể đến bất kỳ điểm bỏ phiếu nào không? Các quan chức của tổ chức bầu cử sạch ở Arizona tuyên bố không.
các cử tri phải đến bỏ phiếu được bỏ chỉ định của họ. Các địa điểm bỏ phiếu chỉ được trang bị để cung cấp lá phiếu chính thức của họ cho những cử tri đã đăng ký ở khu vực bầu cử cụ thể cho địa điểm bỏ phiếu đó. Nếu một cử tri đi đến sai địa điểm bỏ phiếu, họ sẽ không thể nhận được kiểu bỏ phiếu chính xác cho khu vực bỏ phiếu của họ. Nhân viên phòng phiếu phải thông báo cho cử tri về địa điểm bỏ phiếu chính xác của họ. Tuy nhiên, nếu một cử tri chọn ở lại địa điểm bỏ phiếu không chính xác, họ có quyền bỏ phiếu tạm thời. Và lá phiếu tạm thời này có thể không được tính nếu bộ ghi của nhà quận xác định cử tri không ở đúng địa điểm bỏ phiếu. Giáo sư Đại học Arizona bị cựu sinh viên giết trong khuôn viên trường, cảnh sát cho biết. Tin từ Tucson, Arizona, các giảng viên và nhân viên đang để tang sau khi một giáo sư Đại học Arizona bị một cựu sinh viên tốt nghiệp cho là bắn chết trong khuôn viên trường. Các cảnh sát đã phản ứng với tòa nhà Hasberger trong khuôn viên Tucson của trường sau khi một phụ nữ gọi 911 để yêu cầu cảnh sát hộ tống một sinh viên cũ ra khỏi khu vực. Các nhà chức trách nói rằng sinh viên không được phép vào trong tòa nhà. Cảnh sát đang trên đường tới tòa nhà thì nhận được báo cáo rằng một người đàn ông đã bắn và làm bị thương một người nào đó trước khi bỏ trốn. Cảnh sát trưởng trường đại học Paula Palopas cho biết trong một cuộc họp báo. Nạn nhân được xác định là Thomas Messner đã được định vị và đưa đến trung tâm y tế đại học Banner và sau đó anh ta đã tuyên bố bị chết vì vết thương của mình bởi 4 phát đạn. Theo tài liệu của tòa án, một người thứ hai tên đã được bôi đen đã được điều trị tại hiện trường sau khi mảnh đạn găm vào người. Nghi phạm là Mura Davis, 46 tuổi, bị bắt vài giờ sau đó gần Gilaben. Tin California, kẻ hiếp dâm bị kết án ở California, bị bắt vì tội giết người chỉ vài tuần sau khi mãn hạn tù sớm. Các quan chức cho biết, một kẻ hiếp dâm bị kết án ở California mà thẩm phán tuyên án cho rằng anh ta không bao giờ nên ra khỏi nhà tù đã bị bắt trong vụ sát hại một người đàn ông ở Sacramento chỉ vài tuần sau khi anh ta được trả tự do. Michael Xavier Bell, 36 tuổi, đã bị bắt vào Chủ nhật tuần trước vì tội giết một nhân viên cơ sở chăm sóc Sacramento 60 tuổi, chỉ 73 ngày sau khi anh ta được trả tự do sớm sau bản án kéo dài hàng thập kỷ, theo Hiệp hội Phó luật sư quận Los Angeles. Chủ tịch Hiệp hội Michelle Hannes gọi việc phóng thích sớm của anh ta là có thể đoán trước một cách bi thảm và nói rằng nó dẫn đến một vụ giết người vô nghĩa khác đối với một nạn nhân vô tội. Bèo được thả trong bối cảnh tiểu bang đang nỗ lực cải tạo những người chưa thành niên phạm tội, giết người trở lại xã hội theo dự luật của Thượng viện 1391. Đạo luật đã được thông qua và được Thống đốc Jerry Brown ký thành luật vào năm 2019. Tổng trưởng lý Rob Bonta và cơ quan chức tiểu bang California khác đã phát lời những lời yêu cầu đầy ẩn ý về mức độ nguy hiểm của luật này đối với an toàn công cộng. Hesse lập luận, không có biện pháp bảo vệ nào được tạo ra cho luật này để bảo vệ công chúng khỏi những kẻ phạm tội vì thành niên nguy hiểm nhất như Bell. Vị chủ tịch liền nói thêm, cũng không có bất kỳ cơ chế nào để giải quyết hiệu ứng hồi tố đối với những người chưa thành niên bị kết án như Bell. Người đã trở thành người lớn và do đó không thể được trả lại quyền tài phán của hệ thống tư pháp dành cho người chưa thành niên. Hennessy cũng cho biết, đây là lý do tại sao Bell được trả tự do mà không có bất kỳ hình thức giám sát hoặc địch dịch vụ nào và dường như không được điều trị hoặc phục hồi cho tội phạm tình dục nào. Bell ban đầu bị bắt vào tháng 12 năm 2000 sau khi đột nhập vào nhà của một người phụ nữ và tấn công tình dục và cưỡng hiếp cô bằng súng, theo tài liệu của tòa án. Bell và một đồng phạm thay nhau thực hiện các vụ tấn công tình dục, có lúc chĩa súng vào đầu nạn nhân và có lúc chĩa súng vào con trai 8 tuổi của nạn nhân, buộc anh ta phải xem, Hennessy nói. Anh ta nguy hiểm và không ăn năn đến mức thẩm phán tuyên án tuyên bố. Đó là ý định của tòa án mà bị cáo này không bao giờ ra khỏi tù. Bị cáo này không có khả năng cải tạo. Bị cáo này không phải là người nên được phép tham gia vào xã hội, Hennessy viết.
Bell sau đó đã bị kết án tổng hợp là 53 năm tù cho đến chung thân sau song sắt vì nhiều tội cướp, nhiều tội cưỡng hiếp, nhiều tội cưỡng bức giao cấu bằng miệng và bắt cóc và tấn công bằng súng. Sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài, bản án được giảm xuống 43 năm tù chung thân. Bản án này đã được tái khẳng định vào tháng 9 năm 2016 sau khi vụ án được kháng cáo. Hiệp hội tuyên bố Bell vẫn không thành khẩn trong suốt thời gian ở tù và có một hồ sơ bạo lực trong tù. Theo hồ sơ gửi lên tòa án, anh ta đã hai lần bị kết án về các vụ trọng tội mới khi ở trong tù và có nhiều lần bị kỷ luật bất kỳ nơi nào anh ta ở. Trong những năm cuối cùng bị giam giữ, anh ta bị buộc tội và bị kết tội phá hoại chính quyền, Hennessy nói. Bất chấp hình thức bạo lực, các quan chức California cuối cùng đã chọn trả tự do cho anh ta. Đảng Dân Chủ California khởi động cuộc điều tra về quá trình tái phân chia khu vực hội đồng thành phố Los Angeles được thảo luận trong ghi âm bí mật. Ba thành viên hội đồng thành phố Los Angeles và một lãnh đạo lao động đã được nghe trong một đoạn ghi âm bí mật thảo luận về việc thành lập các quận để mang lại lợi ích cho chính họ. Công tố viên hàng đầu của California hôm thứ Tư thông báo rằng văn phòng của ông đang mở một cuộc điều tra về quá trình tái phân chia khu vực của Los Angeles sau một đoạn ghi âm bị rò rỉ về ba thành viên hội đồng thành phố và một quan chức liên đoàn lao động đưa ra những nhận xét phân biệt chủng tộc và thảo luận về việc vẽ lại bản đồ quận. Động thái của Bộ trưởng Tư pháp Rob Bonta diễn ra trong bối cảnh tòa thị chính náo động và các nhà lãnh đạo thành phố cũng như công chúng kêu gọi điều tra cách thức các quận hội đồng được thành lập. Văn phòng của tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra về quy trình tái phân chia của thành phố Los Angeles, Bonta nói. Chúng tôi sẽ thu thập dữ kiện, chúng tôi sẽ làm việc để xác định sự thật. Rõ ràng là một cuộc điều tra rất cần thiết để giúp khôi phục niềm tin vào quá trình tái phân chia khu vực cho người dân LA. Các quan chức thành phố đã bị cuốn vào một trận bão lửa trong tuần này sau một đoạn ghi âm bí mật. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng thành phố lúc bấy giờ là Nery Martinez và thành viên hội đồng là Kevin DeLeon và Gil Cidillo và Ron Herrera, một nhà lãnh đạo lao động, đã đưa ra những nhận xét phân biệt chủng tộc trong khi thảo luận về các khắc phục các quận hội đồng trong nỗ lực tăng cường các khu vực gốc Tây Ban Nha. Martinez từ chức chủ tịch hội đồng vào đầu tuần này và từ chức khỏi hội đồng hôm thứ Tư. Herrera cũng đã rời bài đăng của mình vào thứ Hai. Cidillo và De Leon vẫn chưa từ chức. Cả bốn người đã đều xin lỗi, nhận xét của họ đã thu hút sự khinh miệt rộng rãi từ một danh sách dài các nhà lãnh đạo và nhân vật của California, cũng như Tổng thống Joe Biden. Trong cuộc họp kín, nhóm thảo luận về việc tạo ra các quận để thu lợi cho bản thân và di chuyển tài sản như sân bay đến các khu vực Tây Ban Nha. Các quận được vẽ lại sau mỗi 10 năm và hội đồng cuối cùng thiết lập ranh giới. California cấm một loại túi nhựa phổ biến khác ở tất cả các cửa hàng tạp hóa. California đang loại bỏ các túi nhựa dùng một lần thường được sử dụng để bảo vệ tài sản phẩm và thịt không bị hư hỏng hoặc làm ô nhiễm các thực phẩm khác trong giỏ hàng của người mua sắm. Nó giúp người tiêu dùng được giáo dục nhiều hơn về những sản phẩm nào tuyên bố khả năng phân hủy, thực sự có thể phân hủy được. Giám đốc pháp chế tại California chống lại chất thải Nicole Curran nói với KGO vào tuần trước. Thống đốc Đảng Dân Chủ Gavin Newsom đã ký dự luật thành luật vào cuối tháng 9, theo đó sẽ yêu cầu các cửa hàng tạp hóa trên toàn tiểu bang loại bỏ dần các túi nhỏ thường được tìm thấy trên các sản phẩm và hàng thịt trong các cửa hàng tạp hóa trước ngày 1 tháng 1 năm 2025. California là tiểu bang đầu tiên trên toàn quốc loại bỏ dần những túi như vậy. Theo The Seattle Times, các loại túi truyền thống sẽ được thay thế bằng túi giấy, tái chế hoặc túi có thể phân hủy được. Loại phim nhựa này không thể tái chế được. Nó là chất gây ô nhiễm trong hầu hết mọi thùng rác và bạn bỏ vào. Dự luật này đã bị phản hồi và phản đối bởi Hiệp hội Cửa hàng Tạp hóa California. Tổ chức này đã gửi một lá thư cho tác giả của dự luật, thượng nghị sĩ tiểu bang Susan Talamazlati Ekman,
yêu cầu các cửa hàng tạp hóa có thời hạn đến năm 2025 để chuyển sang túi có thể phân hủy thay vì mốc thời gian ban đầu là năm 2023. Và yêu cầu đã được chấp thuận. Quảng cáo và tiếp cận với khách hàng là một công việc mà các doanh nhân cần phải làm và thường phải nhức đầu. Làm cách nào để có những business call, flyer, brochure, menu, gift certificate đẹp và chuyên nghiệp đáp ứng được thị hiếu và mức độ sang trọng của thương hiệu? Đừng lo, hãy gọi ngay 602-481-2647. Chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị có những sản phẩm để hỗ trợ cho việc khẳng định thương hiệu của mình. Làm cách nào để tiếp cận với khách hàng khi mọi người đều dùng smartphone để truy cập website? Đừng lo, hãy gọi ngay 602-481-2647 để được hỗ trợ trong việc tạo dựng nên một website cho thương hiệu của mình, giúp hỗ trợ SEO, tạo sự dễ dàng cho việc kết nối với khách hàng của mình. Thành công của quý vị cũng là thành công của chúng tôi. Đừng chần chờ, hãy gọi ngay 602-481-2647, 602-481-2647. Chọn mặt gửi vàng, chọn thương hiệu để tạo dựng sự thành công. Tin Hoa Kỳ, hai người Cuba nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt bằng ván lướt. Hai người Cuba nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt hôm thứ Tư sau khi đáp xuống tại Florida Keys trên ván lướt ván. Và các quan chức cho biết, những người di cư đã bị bắt bởi các vụ đặc vụ tuần tra biên giới của Hoa Kỳ được chỉ định cho khu vực Miami và được xử lý để làm thủ tục di chuyển. Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ CBP sau đó đã thuyết rằng những người di cư đã hạ cánh gần cầu Seven Mile. Adam Hoffner, trưởng bộ phận phụ trách các hoạt động tại Miami của hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, nói với Miami Herald rằng những người di cư và rời khỏi vùng Matanzas của Cuba. Không có thương tích nào được báo cáo. Người đàn ông gây ra 25 vụ cháy xe tải ở 8 tiểu bang, bao gồm cả ở Arizona. Các công tố viên cho biết hôm thứ Tư, một người đàn ông Michigan đã bị bắt giữ theo đơn khiếu nại hình sự liên bang với cáo buộc anh ta đốt 25 xe tải kéo ở 8 tiểu bang trong hơn 2 năm. Tất cả đều thuộc cùng một công ty vận tải đường bộ. Viorel Prasgov, 64 tuổi, ở Allen Park, Michigan, đã bị bắt vào sáng thứ Ba. Một phiên điều trần về việc giam giữ được lên kế hoạch vào thứ Năm tại tòa án quận Hoa Kỳ ở Detroit. Hiện nay vẫn chưa rõ hiểu ông ta có luật sư nào có thể bình luận thay cho ông ta hay không. Prasgov bị buộc tội đốt tài sản trong hoạt động thương mại giữa các tiểu bang với mức án tù từ 5 đến 20 năm tù. Một bản tuyên thệ cho biết 25 xe kéo do Swiss Transport có trụ sở tại Phoenix sở hữu đã bốc cháy khi dừng tại các trạm nhiên liệu hoặc khu vực nghỉ ngơi từ tháng 6 năm 2020 đến tháng trước. Trong mỗi trường hợp, đám cháy xảy ra trong một hoặc trên phần remote của phương tiện, chủ yếu trên hoặc gần lớp xe kéo. Prasgov được kết án vào năm 2018 tại Michigan vì tội vận chuyển hàng ăn cắp và bị kết án 2 năm tù trong một cuộc điều tra và truy tố, trong đó Swiss hợp tác và các thông tố viên cho biết. Bản tuyên thệ cho biết một thiết bị định vị GPS được lắp đặt trong một chiếc xe tải thương mại do Prasgov sở hữu và vận hành đã và một chiếc điện thoại di động do Prasgov sử dụng đã có mặt ở gần 24 trong số 25 vụ cháy, bản tuyên thệ cho biết. Các vụ cháy xảy ra tại các địa điểm từ Pasco, California đến McCalla, Alabama, với hầu hết xảy ra dọc theo các xa lộ liên bang 10 và 40. Các công tố viên cho biết, cảnh sát đã biết về 6 vụ cháy ở California, 3 ở Arizona, 9 ở New Mexico, 3 ở Texas và 1 ở Oklahoma, Louisiana, Arkansas và Alabama. FDA cho phép các thuốc ngừa COVID được cập nhật cho trẻ em dưới 5 tuổi. Hôm thứ Tư, Hoa Kỳ đã cho phép thuốc ngừa COVID-19 cập nhật cho trẻ em dưới 5 tuổi, tìm cách mở rộng khả năng bảo vệ trước một đợt mùa đông dự kiến. Các thuốc ngừa COVID đã được triển khai cho một người Mỹ từ 12 tuổi trở lên vào tháng trước. Liều lượng được sửa đổi để nhắm mục tiêu vào họ hàng Omicron phổ biến và dễ lây lan nhất hiện nay. Trong khi không có gì cấp gáp,
các quan chức y tế liên bang đang khuyến khích mọi người tìm kiếm sự bảo vệ và bổ sung trước các tụ họp trong kỳ nghỉ. Và giờ đây, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã bật đèn xanh cho trẻ em ở độ tuổi tiểu học cũng được sử dụng các liều tăng cường cập nhật, một liều do Pfizer sản xuất cho trẻ em 5 đến 11 tuổi và một phiên bản từ đối thủ Moderna cho những người như trẻ em từ trên 6 tuổi. Còn một bước nữa trước khi cha mẹ có thể đưa con mình tiêm mũi mới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh nơi đề xuất cách sử dụng vaccine phải ký tên. Pfizer cho biết họ có thể vận chuyển tới 6 triệu liều thuốc dành cho trẻ em trong vòng một tuần kể từ khi được ủy quyền, bên cạnh các lô hàng liều lượng dành cho người lớn đang diễn ra. Cho đến nay, bộ tăng cường cập nhật của Moderna chỉ được sử dụng cho người lớn. Hành động hôm thứ Tư của FDA đã cho phép tăng cường cho thanh thiếu niên cũng như trẻ em dưới 6 tuổi. Đối với những lứa tuổi thậm chí còn nhỏ hơn, các mũi tiêm chủng đầu tiên chỉ áp dụng cho nhóm tuổi dưới 5 tuổi cho đến giữa tháng 6 và sẽ mất vài tháng nữa trước khi các cơ quan quản lý quyết định xem họ có cần tiêm các loại thuốc sử dụng công thức đã lập nhật hay không. Huế mộng mơ, Huế nên thơ, Huế với nền văn hóa ẩm thực cung đình đặc sắc của cố đô Huế. Mời quý khán giả hãy đến với nhà hàng Huế Gourmet để được thưởng thức những món ăn ngon đậm đà hương vị của một nền ẩm thực lâu đời Huế, như bún bò Huế nổi tiếng được nhiều người biết đến, hay những món ăn dân dã như bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, hay cây xé miệng ăn phải hít hà với cơm hến rất thân thuộc gần gũi với người dân xứ Huế. Ngoài ra, Huế Gourmet còn có nhiều món ăn ngon như bún măng vịt, bún mắm, bún riêu cua, bánh xèo, nem, chả và nhiều món ngon khác. Huế Gourmet tọa lạc 66 South Dobson Road, Suite 126, Mesa, Arizona 85202, đồng khu Mekong Food Court. Số điện thoại 480-251-7429, 480-251-7429. Chủ nhân trân trọng kính mời. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình Việt News USA sẽ tiếp tục mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona. Còn bây giờ, Đạo Phúc xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Chúc quý vị có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Và đừng quên bấm nút like, nút chuông để luôn theo dõi các chương trình cũng như chia sẻ các video đến cho mọi người. Chân thành cảm ơn. We'll be right back.